Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Những tin chính sẽ có trong chương trình. Các bộ trưởng trả lời phiên chất vấn đầu tiên của Quốc hội khóa 14, nhiều đại biểu đã tập trung chất vấn và yêu cầu các bộ trưởng làm rõ những vấn đề nóng. Trong phần tiêu điểm của bản tin, cùng tìm hiểu vấn đề chống buôn bán động thực vật hoang dã từ góc nhìn quốc tế và những nỗ lực của Việt Nam đẩy lùi nạn buôn bán động thực vật hoang dã bất hợp pháp. Hội thảo quốc tế lần thứ 8 về Biển Đông với chủ đề Biển Đông – Hợp tác vì an ninh và phát triển khu vực đã kết thúc tốt đẹp. Thưa quý vị, vào ngày 15 tháng 11, phiên chất vấn đầu tiên của Quốc hội khóa 14 đã diễn ra với các phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà. Các đại biểu đã tập trung chất vấn và yêu cầu các bộ trưởng làm rõ những vấn đề nóng như dự án lớn thua lỗ hàng nghìn tỷ đồng, chất lượng phân bón và vấn nạn phân bón giả, việc thẩm định đánh giá tác động môi trường những dự án có vốn đầu tư nước ngoài. Là đại biểu Quốc hội đầu tiên đặt câu hỏi chất vấn, đại biểu Nguyễn Tiến Sinh đã ví sự thua lỗ của các siêu dự án do các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Công Thương quản lý trong thời gian vừa qua là tình trạng con voi chui lọt lỗ kim. Thì tôi xin đề nghị Bộ trưởng làm rõ hơn những cái sai phạm này và đâu là trách nhiệm của cái cơ quan quản trị, đâu là trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước. Chúng tôi cũng đã nêu lên một số quan sát đánh giá là thậm chí cũng không loại trừ có cái sự cố tình là làm sai, là không đúng quy định trong cái quản trị của doanh nghiệp, quản trị của các dự án. Trách nhiệm nếu có, đặc biệt là đối với sự vi phạm pháp luật và đặc biệt là cố tình làm sai thì chắc chắn sẽ phải được xét xử, xem xét kể cả với trách nhiệm hình sự. Điều này thì tôi thấy nó hoàn toàn là không ổn một chút nào. Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp sử dụng vốn nhà nước, tài sản nhà nước, tiền thuế của dân mà lại khoán trắng buông lỏng như vậy thì rõ ràng là trách nhiệm quản lý bộ chủ quản đến đâu. Là đối với lại các cái quản trị doanh nghiệp thì rõ ràng là khi thực hiện những cái quy định này đã có khung khổ của pháp lý, quy định cụ thể. Và vì vậy thì việc phân tích đánh giá cụ thể về dự án Đạm Ninh Bình, về dự án Sơ Sợi Đình Vũ, về ethanol vân vân thì sẽ xem xét trong khung khổ của quy định của pháp luật trong những thời điểm đó và những hướng dẫn cụ thể trong từng lĩnh vực chuyên ngành. Có hay không việc xuất hiện lợi ích nhóm trong việc bổ sung quy hoạch dự án? Thứ hai, có hay không việc bộ đã và đang chạy theo doanh nghiệp để làm dự án? Chúng ta không đánh đổi môi trường để lấy những dự án công nghiệp bằng mọi giá. Và cũng không có câu chuyện là các dự án thép đưa ra đây để đánh đổi vấn đề về môi trường. Và tôi khẳng định luôn tại Quốc hội, tại diễn đàn này cũng không phải là vấn đề lợi ích nhóm. Tại sao lại là lợi ích nhóm ở đây nếu như chúng ta đang hướng tới phát triển một cách hài hòa và bền vững của các ngành kinh tế để chúng ta đảm bảo được những nguyên liệu cho những cái ngành công nghiệp quan trọng của chúng ta. Và thậm chí có nhiều ý kiến nói rằng chúng ta có đánh đổi muối của Cà Ná để lấy thép hay không? Chúng tôi quan điểm không cho rằng đây không phải là chuyện đánh đổi. Đây là quan điểm phát triển bền vững, quan điểm phát triển hài hòa của nền kinh tế, khai thác những lợi thế của đất nước. Nạn phân bón giả tràn lan với câu hỏi về vai trò quản lý nhà nước của Bộ Công Thương là một trong những vấn đề được các đại biểu đặt ra với Bộ trưởng Trần Tuấn Anh. Trong nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, Bộ trưởng Bộ Công Thương thừa nhận có sự chồng chéo trong quản lý nhà nước đang gây khó cho các cơ quan chức năng. Liên quan đến vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đăng đàn trả lời để làm rõ thêm những thắc mắc mà đại biểu Quốc hội đặt ra. Chúng tôi xin có mấy cái kiến nghị này. Một là về quản lý, thì hiện nay Thủ tướng đã chỉ đạo cho chỉnh sửa cái 202, cái nghị định 202. Nếu sau này giao cho Bộ Công Thương, thì Bộ Nông nghiệp xin chuyển toàn bộ cơ sở vật chất, con người, điều kiện để tập trung một mối quản lý. Và ngược lại, nếu như mà chính phủ giao cho Bộ Nông nghiệp, thì Bộ Nông nghiệp sẽ tổ chức lại cái chỗ này để quản lý về nguyên tắc cho nó đảm bảo một mối. Liên quan đến việc Formosa Hà Tĩnh xả thải trực tiếp gây ra sự cố môi trường biển ở 4 tỉnh miền Trung tiếp tục là những câu hỏi được đặt ra với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Với trách nhiệm của mình, Bộ trưởng cho biết những cơ sở nào để đảm bảo tính vững chắc của Formosa sắp tới sẽ không gây ô nhiễm môi trường. Riêng đối với Formosa thì Bộ Tài nguyên Môi trường là cơ quan chịu hoàn toàn trách nhiệm. Từ nay đến năm 2018 thì Formosa mới hoàn thành. Thì chúng tôi cũng yêu cầu để là các cái nguồn mà có khả năng để gây ra ô nhiễm với môi trường như là khí thải hoặc là chúng tôi yêu cầu phải tái tuần hoàn và xử lý các cái nước mà dập cốc và có kèm theo các cái chất nguy hại. Và phía cuối đường ống thì chúng tôi đã làm rõ là có một cái hồ chỉ thị sinh học rộng khoảng trên 10 hectare
và tại đó thì được giám sát chất lượng để đáp ứng được cái quy chuẩn về môi trường. Cũng tại phiên chất vấn, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã trả lời các vấn đề liên quan đến xử lý ô nhiễm các làng nghề, nâng cao vai trò giám sát của người dân trong các vấn đề về môi trường. Bộ trưởng cũng đề cập tới các giải pháp công trình và phi công trình tại các vùng bị hạn hán, ngập mặn nghiêm trọng nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu. Diễn biến phiên chất vấn và trả lời chất vấn cũng đã nhận được sự đánh giá cao của các đại biểu Quốc hội và đông đảo cử tri cả nước. Đặc biệt, các cử tri rất tâm đắc với một chi tiết mới, đó là các đại biểu đã thẳng thắn tranh luận, đặt lại câu hỏi với các bộ trưởng khi thấy vẫn còn những vấn đề cần được làm rõ. Và sau đây là ý kiến của cử tri và đại biểu Quốc hội về phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Hai bộ trưởng trả lời rất là rõ ràng, đúng với cái yêu cầu mà các đại biểu Quốc hội nêu ra. Tất nhiên thì nếu mà gòn lại một tí, đúng tổng tóm hơn thì chắc chắn là các đại biểu sẽ thỏa mãn. Tôi cho rằng là Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng nhận thức rất đúng về cái chế độ trách nhiệm, kể cả cơ quan trung ương và cơ quan địa phương. Nhưng mà rất tiếc rằng là khi mà cái sự cố nó xảy ra thì cứ cơ quan nọ đổ cho cơ quan kia. Đây là một cái vấn đề mà tôi nghĩ trong cái thời gian sắp tới Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng đã đề cập rồi, là cần phải làm rõ cái chế độ trách nhiệm. Có nhiều đại biểu tranh luận thì tôi thấy đó là một cái hay, nó làm cho trong cái Quốc hội lần này nó sôi nổi, nó có nhiều ý kiến hay của các đại biểu của các tỉnh, để cho Bộ trưởng Công Thương mới này rút ra cái kinh nghiệm để mà chỉ đạo lãnh đạo cho nó tốt. Bộ trưởng trả lời xong thì lại các những người được trả lời đó phải chất vấn trở lại được một lần nữa. Chứ mọi năm trước là chỉ có hỏi rồi trả lời rồi coi như xong xuôi, không có biết nó đúng hay sai hay là đạt yêu cầu hay không đạt yêu cầu. Mà năm nay làm kiểu như thế này là rất là sâu sắc. Thì tôi thấy cái cách trả lời như thế không phải đùn đẩy, mà cách trả lời như thế là cách để kéo trách nhiệm của hệ thống chính trị vào vấn đề môi trường. Vì nó đang là vấn đề nóng và vấn đề một cái đất nước đang phát triển. Từ mùa xa đã là một bài học rất lớn. Sau chất vấn này thì Bộ trưởng Đồng Hà là bàn với các bộ, các ngành liên quan làm thế nào mà khôi phục lại cái ngành du lịch của Việt Nam. Tôi tha thiết rằng Bộ trưởng Bộ Tài nguyên của chúng ta ngày nay phải có biện pháp dứt dạc và có biện pháp cứng rắn theo luật pháp Việt Nam. Nếu vi phạm chúng ta thẳng thừng trừng trị để tránh hậu quả sau này sẽ tiếp diễn nữa. Thưa quý vị, phần lược thuật chất vấn và trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ được phát sóng vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 16 tháng 11 trên kênh VTV4. Xin mời quý vị chú ý theo dõi. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Vào chiều ngày 15 tháng 11 tại Yên Bái, Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã tổ chức buổi hội đàm với đoàn công tác của Ban Phát triển Nông thôn và Xóa nghèo Trung ương Lào đang có chuyến thăm và làm việc tại một số tỉnh Tây Bắc. Nhằm cải thiện đời sống nhân dân, các dân tộc vùng biên giới Việt-Lào, hai bên thống nhất cần tập trung triển khai thực hiện tốt nội dung thỏa thuận cấp cao Việt Nam và Lào. Tiếp tục thực hiện chủ trương hợp tác xây dựng tuyến biên giới giữa hai nước ổn định và phát triển toàn diện. Đẩy mạnh hợp tác trên một số lĩnh vực như là giải quyết dân di cư tự do, xây dựng tuyến biên giới ổn định, phát triển, trao đổi xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững. Đặc biệt, hai bên cần chú trọng nâng cao giá trị kim ngạch xuất khẩu và cùng nhau thực hiện các biện pháp mạnh để chấn áp tình hình buôn bán vận chuyển ma túy giữa biên giới hai nước. Những đề xuất kiến nghị của đoàn công tác Ban Phát triển Nông thôn và Xóa nghèo Lào đã được Ban Chỉ đạo Tây Bắc tiếp thu để trình lên chính phủ trong thời gian tới. Thưa quý vị, xung đột giữa người và voi hoang dã đang gia tăng trong mấy năm qua tại các tỉnh Tây Nguyên, đặc biệt là Đắk Lắk, nơi có đàn voi rừng đông nhất tại Việt Nam hiện nay. Phóng sự do nhóm phóng viên thời sự phản ánh tại vùng lõi của vườn quốc gia York Don cũng là môi trường sống tự nhiên của đàn voi hoang dã tại Tây Nguyên. Vạt mía sắp đến ngày thu hoạch của nhà ông Thắng ở buôn Rong Phốc nằm giữa rừng quốc gia York Don. Ông vừa tiếc của lại vừa bực tức khi cả một diện tích mía nằm la liệt vì bị voi rừng dẫm đạp cách đây gần một tháng. Voi ăn mía thì ít, mà dẫm đạp phá hoại khi di chuyển thì nhiều. Mấy lần voi rừng kéo về đây đã gây thiệt hại cho nhà ông tới 5 sào mía trong năm nay. Tối có khi là ở trên rừng xanh nó là xuống, nó thì phá là gần sáng là đi. Phá thì bao nhiêu đợt rồi mà dân chúng rất bức xúc với dân voi. Những dãy mì, bắp hay những vạt mía ngày càng được mở rộng tự phát do nhu cầu sản xuất của người dân đã lấn cả vào vùng lõi vườn quốc gia York Don.
Chính vì thế, môi trường sống của đàn voi hoang dã ngày càng bị thu hẹp và chia cắt. Đây là rừng khộp, là sinh cảnh sống, tức là môi trường sống của loài voi hoang dã ở Tây Nguyên. Theo cơ quan chức năng thì diện tích rừng khộp trong khoảng 10 năm qua đã suy giảm gần 100.000 ha và đó cũng là nguyên nhân dẫn tới rất nhiều sự xung đột giữa người và voi ở khu vực Tây Nguyên trong những năm vừa qua. Mỗi ngày, voi di chuyển tới 40 km để kiếm ăn. Khi môi trường sống bị thu hẹp, nguồn thức ăn bị suy giảm, đàn voi hoang dã đã kéo về nương rẫy để ăn nông sản của người dân. Người dân vừa tức giận voi rừng tàn phá mùa màng, lại vừa sợ chúng tấn công. Mỗi lần voi rừng về, chính quyền địa phương và cả buôn làng cùng nhau tập trung xua đuổi chúng. Mọi vật dụng từ cồng chiêng, song nồi đến đèn pha và cả lửa được sử dụng để xua đuổi loài vật to lớn này. Chủ yếu là song nồi rồi lá hét thùng phi gõ rồi để cho nó sờ nó đi thôi. Còn ngoài ra cũng không có một cái biện pháp gì mạnh hơn. Nếu voi đã về là rất thiệt hại, chứ nói đến tính mạng con người. Để hạn chế sự tấn công của đàn voi hoang dã, biện pháp lâu dài duy nhất chính là bảo toàn được diện tích rừng khộp để voi có môi trường sống bền vững. Đây cũng là giải pháp cốt lõi nhằm bảo tồn và phát triển đàn voi hoang dã tại Đắk Lắk đang bị suy giảm nghiêm trọng. Từ 2.000 cá thể trước kia, nay chỉ còn trên 100. Cần hạn chế việc chặt phá rừng khiến cho đàn voi bị xé lẻ thành các nhóm nhỏ. Voi bị đẩy ra sinh cảnh sống, phải đến các khu dân cư và nương rẫy của con người, khiến cho tình trạng xung đột giữa voi và người ngày càng nghiêm trọng hơn. Vì thế, công tác bảo vệ rừng, bảo vệ sinh cảnh sống cho voi là vô cùng cấp bách. Một cái giải pháp mà cấp bách trước mắt là tháng 7 vừa rồi, Thủ tướng Chính phủ đã có kết luận sẽ đóng cửa rừng tự nhiên toàn bộ. Đấy cũng là một cái giải pháp để hỗ trợ và không có cái tình trạng là giữa sản xuất của người dân xung đột với cái sinh cảnh của voi. Trong tháng 11 này, đàn voi lại về các nương rẫy sắp thu hoạch. Nếu không có giải pháp kịp thời, câu chuyện xung đột giữa người và voi có lẽ không thể có hồi kết. Qua phóng sự vừa rồi thì quý vị cũng có thể thấy là đàn voi hoang dã tại Đắk Lắk đang bị suy giảm nghiêm trọng bởi chúng không có được môi trường sống bền vững. Vì vậy, vấn đề bảo tồn voi đang gặp nhiều khó khăn. Câu chuyện về voi hoang dã ở trên chỉ là một ví dụ, cũng còn rất nhiều các loài động thực vật hoang dã quý hiếm khác đang cần được bảo tồn. Việt Nam hiện đang thúc đẩy mạnh mẽ những nỗ lực nhằm ngăn chặn buôn bán và tiêu thụ trái phép các sản phẩm từ động thực vật hoang dã. Tuy vẫn còn nhiều thách thức, nhưng những nỗ lực của Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận tích cực. Và trước thềm Hội nghị Hà Nội về chống buôn bán trái pháp luật các loài động thực vật hoang dã, phóng viên của chúng tôi đã có cuộc trao đổi với đại diện của Tổ chức Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên tại Việt Nam về vấn đề này. Nhưng trước hết, đến với cuộc trao đổi, xin mời quý vị cùng nhìn lại những nỗ lực mới nhất của Việt Nam trong chuỗi hành động đẩy lùi nạn buôn bán động thực vật hoang dã bất hợp pháp. Hai tấn ngà voi, trên 70 kg sừng tê giác, giá trị hơn 7 tỷ đô la Mỹ. Số tang vật từ các vụ buôn bán trái phép ngà voi và sừng tê giác tại Việt Nam lần đầu tiên được tiêu hủy vào ngày 12 tháng 11 tại Sóc Sơn, Hà Nội, trước sự chứng kiến của các đại diện cơ quan nhà nước, các đại sứ quán tại Hà Nội và các tổ chức quốc tế. Việc tiêu hủy hôm nay là một bước tiến lớn, minh chứng cho những nỗ lực ngăn chặn buôn bán ngà voi và sừng tê giác trái phép đã gây ảnh hưởng đến sự sống của voi, tê giác và thậm chí là con người. Việc lấy mẫu giám định ADN ngà voi, sừng tê giác theo quy định của CITES là hoạt động quan trọng nhất trong buổi tiêu hủy. Kết quả ADN sẽ giúp xác định số lượng ngà voi hay tê giác đến từ đâu, di chuyển như thế nào và bằng cách nào được đưa tới Việt Nam. Việc tiêu hủy mẫu ngà voi và sừng tê giác đã được nhiều quốc gia thực hiện trong những năm gần đây như Kenya, Hoa Kỳ, Pháp, Italy, Cộng hòa Séc, Philippines, Singapore. Trước thềm hội nghị cấp cao Hà Nội về chống buôn bán trái phép các loại động thực vật hoang dã, quyết tâm của Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận tích cực. Tôi biết rằng việc sử dụng sừng tê giác là một truyền thống ở Việt Nam và tôi hiểu cho truyền thống lâu đời đó. Nhưng nếu truyền thống đó đe dọa sự tồn tại của loài tê giác trên thế giới thì chúng ta nên nghĩ về việc thay đổi. Tôi và những đồng nghiệp của tôi đang bảo vệ loài tê giác ở Nam Phi, rất trân trọng khi thấy Việt Nam thay đổi được điều này.
Bất cứ quốc gia nào tuân thủ theo luật pháp và an ninh quốc tế và muốn chống lại tội phạm xuyên quốc gia cũng cần đấu tranh lại nạn buôn bán trái phép động vật hoang dã. Tôi nghĩ đang có rất nhiều xu hướng tích cực tại Việt Nam hiện nay. Chúng ta có thể nhìn thấy chính phủ đang rất nỗ lực để chống buôn lậu ngà voi và sừng tê giác. Chúng ta có thể thấy những cải thiện đang được diễn ra và sự tăng lên của các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực này. Và tôi nghĩ nhận thức của người Việt Nam về tác hại của buôn bán trái phép động vật hoang dã theo đó cũng tăng lên. Cảm ơn chị đã nhận trả lời phỏng vấn của Đài truyền Việt Nam. Là một trong những tổ chức quốc tế chứng kiến sự kiện tiêu hủy ngà voi và sừng tê giác vào ngày 12 tháng 11 vừa qua tại Sóc Sơn, thì WWF đã đánh giá như thế nào về ý nghĩa của sự kiện này đối với hội nghị IWT sắp tới? Việc tiêu hủy số tang vật truyền tải một thông điệp rằng buôn bán trái phép động vật hoang dã không được dung thứ. Tuy nhiên, chỉ một mình hoạt động đó thì chưa đủ. Các hành động cụ thể cần được tiến hành để giảm nhu cầu tiêu thụ và phải đóng cửa thị trường cho các sản phẩm từ buôn bán trái phép động vật hoang dã. Đồng thời, chúng ta cũng cần đảm bảo có khung pháp lý hiệu quả và răn đe để truy tố tội phạm động vật hoang dã. Trong các kế hoạch hướng đến hội nghị chống buôn bán động vật hoang dã, hoạt động này là minh chứng cho việc Việt Nam đã sẵn sàng để thực thi những cam kết của mình. Một số tổ chức quốc tế về bảo tồn động vật hoang dã đã đánh giá Việt Nam là một điểm đầu mối của buôn bán trái phép ngà voi và sừng tê giác. Vậy theo chị thì lý do gì đã dẫn đến tình trạng này? Vị trí địa lý của Việt Nam cũng như sự thiếu triệt để trong việc thực thi pháp luật tại một số tỉnh, nhất là vùng giáp ranh với biên giới các nước láng giềng, đã tạo kẽ hở cho việc buôn bán trái phép các loài cần bảo vệ. Những điều tra gần đây cho thấy, những lô hàng động vật hoang dã bất hợp pháp như ngà voi, xương hổ, sừng tê giác đã được trung chuyển trái phép vào Việt Nam, được bán cho người dân, khách du lịch và sau đó chuyển lậu ra khỏi đất nước. Việt Nam đã mất đi con tê giác Java một sừng cuối cùng vào 6 năm trước. Số voi tính đến năm 2013 cũng chỉ còn khoảng 70 đến 130 cá thể và hiện đang bị đe dọa nghiêm trọng. Vấn đề ngăn chặn nạn buôn bán động thực vật hoang dã đang đặt ra thách thức lớn cho Việt Nam. Kể từ khi gia nhập Công ước về buôn bán quốc tế các loài động thực vật hoang dã nguy cấp CITES năm 1994, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực cùng cộng đồng quốc tế thực thi có trách nhiệm công ước này. Từ năm 2010 đến năm 2015, ngành hải quan đã bắt giữ, tịch thu khoảng 55.200 kg TT, 18.000 kg ngà voi và hơn 235.000 kg sừng tê giác từ các lô hàng phi pháp. Đóng góp vào những nỗ lực của chính phủ Việt Nam là sự tham gia hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ quốc tế như WWF, Traffic, Hiệp hội Bảo tồn Động vật Hoang dã WCS và Xã hội Nhân đạo Quốc tế HSI. Với các dự án kêu gọi thay đổi nhận thức trong cộng đồng và những hỗ trợ chính phủ trong vấn đề thực thi pháp luật. WWF đã có những dự án hay kế hoạch gì để cải thiện tình trạng buôn bán trái phép động vật hoang dã tại Việt Nam? Cùng với các tổ chức phi chính phủ khác, chúng tôi sẽ gửi một báo cáo lên chính phủ, trong đó nhấn mạnh về việc cần sửa đổi những quy định hiện hành để cho phép truy tố những người liên quan đến các vụ án có liên quan đến động vật hoang dã. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng hợp tác với các doanh nghiệp và với các công ty vận chuyển để khuyến khích họ chấp nhận và nắm bắt văn hóa nói không với các sản phẩm từ động vật hoang dã. Trong vài tháng tới, WWF sẽ khởi động một chiến dịch nhằm kêu gọi giảm nhu cầu tiêu thụ thịt thú rừng ở Huế. WWF sẽ cùng 11 tổ chức Việt Nam và quốc tế làm việc tại Việt Nam tổ chức một triển lãm. Trong triển lãm lần này, chúng tôi sẽ giới thiệu những công việc mà chúng tôi làm. Mặc dù khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở mục đích góp phần đẩy lùi nạn buôn bán động vật hoang dã tại Việt Nam. Ngoài ra, WWF Hà Lan đã đệ trình một bản kiến nghị, trong đó có 160.000 chữ ký từ khắp nơi trên thế giới gửi lên Thủ tướng Chính phủ nhằm kêu gọi các hành động cụ thể để đóng cửa thị trường, đặc biệt là với sừng tê giác và ngà voi. Theo WWF, thì Việt Nam cần phải làm những gì trong thời gian tới? Chúng tôi mong muốn thấy được các kế hoạch cụ thể và thời gian để thực hiện các biện pháp và hành động chiến lược. Điều này bao gồm chống tham nhũng các cấp và nâng cao năng lực của lực lượng kiểm lâm. Và trên hết, hãy nói để mọi người hiểu rằng nếu họ xâm phạm, kinh doanh, tiêu thụ động vật hoang dã, họ sẽ gặp rắc rối và họ sẽ phải chịu sự xét xử của pháp luật. Vâng, xin cảm ơn chị đã tham gia chương trình.
trong hội nghị cấp cao Hà Nội về chống buôn bán trái phép các loài động thực vật hoang dã sẽ diễn ra vào ngày 17-18 tháng 11 tới đây. Các quốc gia tham gia dự kiến sẽ cùng thông qua tuyên bố Hà Nội xác định buôn bán trái phép các loài động thực vật hoang dã nguy cấp là loại hình tội phạm nghiêm trọng. Hy vọng là cùng với sự chung tay hỗ trợ của các tổ chức quốc tế về bảo tồn động vật hoang dã, chúng ta sẽ nhìn thấy được nhiều hơn nữa những biện pháp thiết thực để không chỉ ngăn chặn được nạn buôn bán trái phép voi và tê giác, mà còn hơn 7.000 loài khác được bảo vệ trên thế giới. Trong phần tiếp theo của bản tin, Hội thảo quốc tế lần thứ 8 về Biển Đông với chủ đề Biển Đông, hợp tác vì an ninh và phát triển khu vực đã kết thúc tốt đẹp. Những tiến bộ mới trong điều trị u xơ tử cung cho chị em phụ nữ bằng cách điều trị không cần phẫu thuật. Thưa quý vị, vào chiều ngày 15 tháng 11 tại thành phố Nha Trang, sau 2 ngày làm việc với 28 tham luận chính, gần 200 ý kiến thảo luận, Hội thảo quốc tế lần thứ 8 về Biển Đông với chủ đề Biển Đông, hợp tác vì an ninh và phát triển khu vực đã kết thúc tốt đẹp. Bên cạnh các phiên làm việc chính, hội thảo dành riêng một phiên thảo luận đặc biệt cho nhóm nghiên cứu thuộc chương trình các lãnh đạo trẻ trình bày các ý tưởng thúc đẩy hợp tác trong khu vực nhằm chuẩn bị thế hệ kế cận tiếp nối và phát triển những ý tưởng hợp tác ở Biển Đông. Về những diễn biến gần đây, các học giả chia sẻ nhận định tình hình có vẻ hòa dịu hơn sau phán quyết, song mâu thuẫn trên thực địa vẫn không thay đổi về bản chất, thậm chí tăng cường sự hiện diện và kiểm soát trên Biển Đông. Đánh giá về phán quyết của Tòa án quốc tế trong vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc ở Biển Đông, các học giả quốc tế cho rằng phán quyết không chỉ làm sáng tỏ và thu hẹp phạm vi các vùng biển thực sự có tranh chấp tại Biển Đông, mà còn đánh giá nhiều hành động trên Biển Đông trong thời gian qua là không phù hợp với quy định của Công ước Luật Biển năm 1982. Trong chuyến thăm và làm việc tại nhà nước Israel, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã hội đàm với Bộ trưởng Bộ Công an và các vấn đề chiến lược kiêm Bộ trưởng Bộ Thông tin Gilad Erdan, hội kiến với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Avigdor Lieberman. Tại cuộc hội đàm, Bộ trưởng Bộ Công an hai nước thống nhất tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, khủng bố quốc tế, phối hợp bảo vệ và giải quyết an ninh an toàn của các cơ quan đại diện, doanh nghiệp và công dân của hai nước này đang làm ăn, sinh sống, du lịch và học tập tại nước kia. Hai bên cũng thúc đẩy sớm xây dựng hiệp định dẫn độ và hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù. Trong cuộc hội kiến với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel, hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Israel và Bộ Công an Việt Nam. Hai bộ trưởng cũng đã thống nhất các biện pháp tăng cường hợp tác nhằm nâng cao năng lực ngành công nghiệp an ninh. Xin được chuyển sang một thông tin khác. U xơ tử cung là bệnh rất hay gặp ở chị em phụ nữ. Theo nhiều nghiên cứu, những phụ nữ ở độ tuổi từ 30 đến 50 có tỷ lệ mắc u xơ tử cung là 30%. Tỷ lệ này ở phụ nữ trên 50 tuổi lên đến 70 đến 80%. Tuy nhiên, một tín hiệu vui cho các bệnh nhân u xơ tử cung đó là hiện nay đã có những tiến bộ mới trong điều trị căn bệnh này, điều trị u xơ tử cung không cần phẫu thuật. Trên thế giới có khoảng hơn 40 quốc gia đã sử dụng máy điều trị u xơ tử cung không cần phẫu thuật. Và ở Việt Nam, các bác sĩ chuyên khoa sản đã đưa thiết bị này vào điều trị u xơ tử cung bằng cách sử dụng sóng siêu âm hội tụ tạo hiệu ứng nhiệt đốt tế bào đích, phối hợp với cộng hưởng từ, giúp định vị khối u và theo dõi lập bản đồ nhiệt độ tại vùng điều trị. Sau đó máy tự động lập trình và phát sóng siêu âm năng lượng cao để đốt tế bào khối u, làm tắc các mạch máu nuôi khối u. Khối u khi không còn các mạch máu nuôi dưỡng sẽ không phát triển được và thoái biến dần qua hoạt động thực bào. Cái ưu việt của nó mà hơn hẳn tất cả các phương pháp mà chúng ta đã dùng ấy, tức là nó trả lại khả năng sinh sản cho chị em. Và trong hơn 300 trường hợp bệnh nhân thì chúng tôi có 7 trường hợp chị em vô sinh vì cái khối u đó, thì khi giải quyết bằng phốt em rai thì bệnh nhân có thai. Việc sử dụng máy này để điều trị bệnh không cần phẫu thuật, không để lại sẹo và không gây đau đớn, thời gian điều trị ngắn và hiệu quả cao. Bản tin thời sự xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.